chúng con sẽ tiến hành thực hiện báo cáo và báo cáo của ban thư ký ủy ban tổ chức đại lễ con xin kính trình bày toàn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính bạch hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, phó chủ tịch thường trực hội trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc năm 2014, cùng chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức Tăng Ni, kính thưa các phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn trong nước và nước ngoài, có bốn hoạt động chính chào mừng Vê Sắc Liên Hợp Quốc năm 2014 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến tháng 11 năm 2014 để đến 1 tháng 5 năm 2014 tại chùa Bái Đính, bao gồm như sau: phương diện hội thảo quốc tế. Cho đến thời điểm hiện nay, ban tổ chức đã tiếp nhận được 300 bài tham luận của các học giả thuộc 95 quốc gia đóng góp và trở về. Trong số 300 bài tham luận đó sẽ có 150 bài phân chia thành 6 diễn đàn. Diễn đàn thứ nhất diễn ra vào ngày 7 tây tháng 9 và các diễn đàn còn lại, từ 7 tây tháng 5 các diễn đàn còn lại diễn ra vào ngày 9 tây tháng 5. Ban tổ chức đang trong quá trình in ấn các tác phẩm này. Mỗi diễn đàn sẽ được xuất bản 2 quyển Anh và Việt, trung bình mỗi quyển dày khoảng 350 trang đến 500 trang, khổ 16x24 sách. Tổng số các sách phục vụ cho nội dung của các diễn đàn trong hội thảo quốc tế lần này là 24 quyển, hơn nữa là tiếng Anh và còn lại là tiếng Việt. Về phương diện thứ hai là hoạt động văn hóa của đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc, bao gồm các hoạt động cụ thể như sau: thứ nhất, hội chợ văn hóa Phật giáo. Từ ngày 6 tây cho đến ngày 13 tây, các hoạt động hội chợ văn hóa nhằm giới thiệu các nội dung chính đây là phong phú của các hoạt động văn hóa ở nước ta, bao gồm văn hóa phẩm, sinh hoạt, kinh sách, băng đĩa và thiền trà, để nhằm giới thiệu cho du khách trong nước và nước ngoài gián tiếp và trực tiếp biết về bản sắc văn hóa của đất nước Việt Nam nói chung và bản sắc văn hóa của Phật giáo Việt Nam nói riêng. Thứ hai, liên hoan phim Phật giáo thế giới. Đây là lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức sự kiện trọng đại này. Cho đến thời điểm hiện nay, ban tổ chức đã tiếp nhận được trên 100 phim thuộc 4 thể loại như sau: phim tư liệu, phim ngắn, phim hoạt hình, phim chuyên đề và phim lịch sử. Một ủy ban giám khảo quốc tế sẽ chọn những bộ phim đặc sắc nhất và trao giải vào ngày 7 tây tháng 5. Mỗi một thể loại sẽ có 5 phim được đề xuất ứng cử từ phía ban giám khảo và sẽ công bố những bộ phim xuất sắc nhất tham dự cho ban phim lần này. Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức việc chiếu bộ phim Đức Phật Thích Ca do Hollywood của Ấn Độ và Thái Lan đồng tổ chức sản xuất. Diễn viên chính Gagan Malik của Hollywood đang có mặt tại Việt Nam từ ngày 20 tháng 4 vừa qua. Mỗi một ngày đoàn làm phim này
đi chiếu và giao lưu tại các tỉnh thành khác nhau. Thì đó là một hoạt động nhằm quảng bá về sự kiện, về sách liên hệ đến đản sinh thành đạo nhận niết bàn của Đức Phật, và đó là một sự kiện lớn nhất từ trước đến giờ về phương diện Điện ảnh Phật giáo. Thứ ba, về triển lãm mỹ thuật Phật giáo đương đại, đường có ba mạng nội dung: tranh nghệ thuật Phật giáo đương đại của 100 tác giả ở trong nước và nước ngoài, về ảnh nghệ thuật panorama với diện tích 1,5m x 2,5m gồm 100 bức, trong số đó 80 bức giới thiệu về văn hóa Việt Nam, Phật giáo Việt Nam, 20 bức còn lại giới thiệu về Phật giáo thế giới. Chỉ là ảnh non nước Việt Nam và non nước Liên Bình nhằm giới thiệu về thắng cảnh các di tích, di sản văn hóa và nét đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Đây là sự kiện thu hút sự quan tâm rất lớn của các đại biểu quốc tế. Thứ tư là biểu diễn nghệ thuật văn hóa Phật giáo, gồm có hai đêm 7 tây tháng 5, bao gồm các vũ điệu văn hóa Phật giáo thế giới với sự tham dự của các quốc gia Trung Quốc, Tức Lan, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài những vũ điệu mang tính truyền thống văn hóa của các nước tham dự, còn có các vũ điệu Phật giáo đương đại thể hiện tính hiện đại hóa, mô tả về tính đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc. Bên cạnh đó còn có tiết mục múa rối của Việt Nam nhằm giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam. Đêm 8 tây tháng 5, biểu diễn về thực tế của Phật giáo nhấn mạnh đến các trang của Phật giáo được sáng tác trong vòng 80 năm qua. Hiện nay chúng ta có khoảng 10.000 ca khúc Phật giáo trong vòng 80 năm, là một nỗ lực khá đáng kể. Trong số những ca khúc đó có 16 tiết mục được chọn lựa để phục vụ cho liên hoan ngày nay với chủ đề Về Sắc Thiên Liên. Phần đầu nói về sự vĩ đại của Đức Phật Thích Ca, những đóng góp minh triết và của ngài cho lịch sử tu dưỡng nhân loại, và phần thứ hai nói về sự đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc. Phương diện thứ ba của đại lễ là các nghi lễ văn hóa và phong tục gồm có ba sự kiện chính. Thứ nhất, lễ tắm Phật. Đây là lần đầu tiên trong 11 năm tổ chức đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc tại Thái Lan và Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định tổ chức sự kiện lễ tắm Phật theo truyền thống văn hóa của Đạo Phật Đại Thừa nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng, để giúp cho trung bình 10.000 đến 15.000 tín đồ Phật tử đến từ mọi miền đất nước mỗi ngày, từ ngày 7 tây đến ngày 10 tây, có cơ hội trải nghiệm tính thiêng liêng của sự kiện trọng đại này. Thứ hai, khóa lễ tổ chức quốc tế cầu nguyện hòa bình, một tàn tràng rất lớn cũng như 10 phương Phật của 95 quốc gia mà thành phần là đại biểu cao nhất của Phật giáo các nước đó sẽ tham dự. Trong chương trình này còn có các khóa lễ mang tính truyền thống văn hóa của Phật giáo miền Bắc, miền Trung và miền Nam, tất cả cùng đồng tâm hướng về sự hòa bình bền vững của thế giới dựa vào thông điệp từ bi, hòa hợp, bất hòa động của Đức Phật. Thứ ba, lễ đốt nến cầu nguyện hòa bình thế giới diễn ra vào phiên cuối cùng của đại lễ 10 tây tháng 5, và lần này hình thức của lễ đốt nến sẽ được thiết kế theo biểu tượng hoa sen tám cánh, tượng trưng cho pháp giới đạo của con đường chân lý được Phật giáo hóa, thể hiện văn hóa phương diện đạo
Kính thưa các phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và nước ngoài, đó là các phương diện của đại lễ vê sắc Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 7 đến 11 tháng 5 năm 2014. Và giờ này ban tổ chức với sự lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất muốn